quy định mới về mua bán đất nền dự án từ ngày 1 tháng 8. Hà Nội tiếp tục vắng bóng căn hộ 45 triệu đồng một mét vuông. Trung Quốc bất ngờ hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Hàn Quốc, Samsung Electronics và công đoàn nối lại đàm phán. Đó là những tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước hết hãy cùng tôi điểm qua một số tin tức kinh tế mới nhất vừa được cập nhật. Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hải Linh của truyền hình VOV. Cotecons vừa ra thông báo về kết luận của Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh về nghĩa vụ thanh toán với công ty trách nhiệm hữu hạn Boho Decor. Theo đó, Cotecons phải trả 22 tỷ đồng tiền nợ gốc cùng các loại phí khác thay vì 44 tỷ đồng theo yêu cầu của Boho. Giải trình về vụ việc này, Cotecons cho biết từ trước năm 2020, Cotecons và Boho đã ký kết hợp tác và thực hiện các hợp đồng. Trong đó, Boho là nhà thầu phụ cho Cotecons về thiết kế, cung cấp và thi công hoàn thiện nội thất tại các công trình đầu tư xây dựng. Giai đoạn do nhóm lãnh đạo cũ thực hiện trước khi rời khỏi Cotecons. Vào ngày 18 tháng 4 năm 2023, Boho gửi văn bản yêu cầu Cotecons thanh toán khoảng 44 tỷ đồng liên quan đến các giao dịch. Sau khi tiến hành rà soát hồ sơ, Cotecons nhận thấy việc thực hiện thanh toán theo yêu cầu của Boho sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông. Cotecons khẳng định đã rất nhiều lần đề nghị tổ chức cuộc họp để hai bên cùng làm rõ yêu cầu thanh toán, cũng như cung cấp hồ sơ chứng minh giá trị thanh toán. Tuy nhiên, Boho đã quyết định khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến ngày 2 tháng 1 năm 2024, Hội đồng Trọng tài lập phán quyết xác định Cotecons phải thanh toán cho Boho số tiền nợ gốc gần 22 tỷ đồng cùng các loại phí khác, thay vì khoảng 44 tỷ đồng theo yêu cầu của Boho Decor. Boho Decor thành lập vào năm 2015, hoạt động chính trong lĩnh vực trang trí nội, ngoại thất, do ông Nguyễn Minh Hoàng là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Ông Hoàng là con trai ông Nguyễn Bá Dương, người đứng đầu nhóm lãnh đạo cũ của Cotecons. Ông Dương từng là chủ tịch hội đồng quản trị Cotecons trước khi rời đi. Trước khi có tranh chấp với Boho, Cotecons cũng phát sinh tranh chấp với các công ty khác trong hệ sinh thái của ông Dương, điển hình như công ty đầu tư xây dựng Riccons. Mới đây, công ty cổ phần Diamond Property thông báo đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp gần 2,1 triệu cổ phiếu NVL của công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Nova. Qua đó giảm sở hữu xuống còn gần 169 triệu cổ phiếu, tương ứng sở hữu 8,65% cổ phần. Giao dịch trên được thực hiện vào ngày 15 tháng 7 theo phương thức khớp lệnh. Tạm tính theo giá đóng cửa phiên giao dịch cùng ngày là 13.200 đồng trên một cổ phiếu, ước tính tổng giá trị giao dịch rơi vào khoảng 28 tỷ đồng. Tương tự, cổ đông lớn nhất của Novaland cũng bị bán giải chấp gần 35.000 cổ phiếu vào ngày 12 tháng 7. Tỷ lệ sở hữu giảm về 17,89% cổ phần. Không chỉ bị bán giải chấp, Nova Group cũng chủ động đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NVL để cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Thời gian giao dịch từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm sở hữu tại Novaland xuống còn 346,88 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,79%. Diamond Properties và Nova Group đều là hai tổ chức có liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch hội đồng quản trị Novaland. Đến thời điểm hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn hiện chỉ còn nắm giữ chưa đến 39% vốn tại Novaland. Con số này sẽ còn giảm xuống nếu Nova Group hoàn tất giao dịch đã đăng ký. Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, quy định những điều kiện cụ thể để mua bán đất nền dự án. Theo đó, Điều 31 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 quy định điều kiện đối với đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho cá nhân tự xây dựng nhà ở. Cụ thể, dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, bảo đảm cung cấp các dịch vụ điện, nước, thoát nước, thu gom rác thải. Dự án có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng của phần đất được chuyển nhượng nằm trong phần diện tích đất thuộc dự án đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất. Quyền sử dụng đất không có tranh chấp hoặc nếu có thì đã được giải quyết bằng bản án, quyết định, phán quyết. Quyền sử dụng đất không bị kê biên, không thuộc trường hợp luật cấm giao dịch, đang trong thời gian bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ giao dịch. Quy định cũng nêu dự án không thuộc 105 thành phố, thị xã bị cấm phân lô bán nền, hai trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư dự án nhà ở mới được mua bán đất nền. Trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây nhà ở, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý về việc đủ điều kiện được chuyển nhượng. Sáng 22 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 50 bị cáo trong vụ án liên quan tới hành vi thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án có tính chất phức tạp, do đó tòa án xét xử dự kiến sẽ xét xử trong nhiều ngày. Trong vụ án này,
cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết và hai em gái bị đưa ra xét xử về hai tội danh thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Trần Đắc Sinh, cựu chủ tịch Hội đồng quản trị Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE, ông Lê Hải Trà, phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE, Trần Tuấn Vũ, cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng niêm yết, Lê Thị Tuyết Hằng, giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết, bị đưa ra xét xử tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Nửa đầu năm 2024, tập đoàn Vingroup vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tương đối tích cực tại tất cả các mảng kinh doanh hiện tại. Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm 2024 của Vingroup đạt 65.043 tỷ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2024 đạt 2.019 tỷ đồng. Đối với mảng công nghệ công nghiệp, VinFast bàn giao 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng quý 2 năm 2024, VinFast giao 12.058 xe, tăng 24% so với quý 1 và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Indonesia, VinFast cũng khai trương cửa hàng đại lý, mở bán 2 mẫu xe VF E34 và VF5, đồng thời động thổ xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện tại Subang, Tây Java. Tại Philippines, VinFast đã khai trương 3 cửa hàng đại lý đầu tiên nhằm cung cấp các mẫu xe VF5, VF7 và VF9 cho người tiêu dùng địa phương. Thời gian tới, VinFast cho biết đặt trọng tâm tối ưu quản lý chi phí và nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo đó, công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2,3 lần so với năm 2023, và nhà máy tại Bắc Carolina dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong năm 2028. Ở mảng thương mại dịch vụ, nửa đầu năm 2024, Vinhomes tiếp đà khởi sắc của thị trường bất động sản với doanh số bán hàng 51,5 nghìn tỷ đồng và doanh số chưa ghi nhận đạt 118,7 nghìn tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 2 năm 2024. Ở mảng du lịch nghỉ dưỡng, song song với đà hồi phục của ngành du lịch, hoạt động kinh doanh của Vinpearl cũng tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều khởi sắc với tổng số đêm phòng bán trong quý 2 năm 2024 đạt gần 452.000 phòng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu của VinWonders vào Vinpearl Golf quý 2 năm 2024 cũng tăng trưởng lần lượt 52% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm, Vinpearl đã đưa vào hoạt động VinWonders Cửa Hội, quần thể giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên và quy mô lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, khai trương Aquafil Nha Trang, tổ hợp spa và sông hơi chuẩn Hàn đầu tiên tại Việt Nam, hay học viện cưỡi ngựa Vinpearl Horse Academy tại Vũ Yên, Hải Phòng. Ở mảng giáo dục, trong quý 2, VinSchool đã có thêm 5 cơ sở đạt chứng nhận giám định CIS, nâng tổng số cơ sở đạt giám định CIS lên con số 15, khẳng định chất lượng giáo dục vượt trội của mình. Theo dữ liệu mới đây từ Saview, nguồn cung căn hộ mới trong quý 2 năm 2024 giảm 34% và 25% theo năm với 2.697 căn. Đáng chú ý trong quý này không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Về tỷ lệ hấp thụ, báo cáo của Savills chỉ rõ số lượng căn bán được đạt 5.085 căn, giảm 4% theo quý nhưng tăng 104% theo năm. Hạng B chiếm 96% số lượng căn bán được. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 59%. Giá sơ cấp đạt 65 triệu đồng một mét vuông, tăng 10% theo quý và 24% theo năm. Kể từ năm 2020, giá sơ cấp trung bình tăng 18% mỗi năm, trong khi giá thứ cấp tăng 14% mỗi năm. Cũng theo Savills, giá sơ cấp tăng cùng với nguồn cung sơ cấp giảm, tạo điều kiện cho giá thứ cấp tăng. Các sản phẩm thứ cấp phần lớn đã sẵn sàng để ở, có đầy đủ pháp lý và giá cả phải chăng hơn. Đáng chú ý, trong quý 2 năm 2024, không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng một mét vuông. Kể từ năm 2020, nguồn cung sơ cấp hạng C đã giảm 45% mỗi năm. Hạng C sẽ đóng góp 25% nguồn cung tương lai. Thành phố Hà Nội ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng, tạo ra nhu cầu bất động sản trước mắt và nền tảng tăng trưởng lâu dài. Các dự án trọng điểm có thể mở ra các lựa chọn nhà ở giá phải chăng hơn tại khu vực ngoại thành và các tỉnh lân cận. Savills dự báo, trong nửa cuối năm 2024, 8 đợt mở bán mới và giai đoạn tiếp theo của hai dự án sẽ cung cấp 13.460 căn hộ hạng B. Sẽ không có nguồn cung hạng A và hạng C mới. Nam Tử Liêm, Hà Đông và Gia Lâm sẽ cung cấp 93% thị phần. Từ năm 2025 trở đi, gần 100.000 căn từ 105 dự án sẽ được đưa ra thị trường. Các dự án lớn trong tương lai bao gồm
Vinhomes Cổ Loa 385 ha, Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội 272 ha và Vinhomes Wonder Park 133 ha. Các dự án lớn sẽ đóng góp 40% nguồn cung tương lai. Thưa quý vị và các bạn, tranh chấp giữa cư dân và ban quản lý dường như là câu chuyện không có hồi kết. Và mới đây, cư dân tại chung cư PCT High Park, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã bức xúc phản ánh với VOVTV tố ban quản lý EMS thiếu minh bạch trong đấu thầu, nước sinh hoạt có vấn đề, sử dụng phòng sinh hoạt cộng đồng sai, đối tượng cùng rất nhiều vấn đề khác. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi cư dân không gặp được ban quản lý nên đã đuổi nhân viên của ban quản lý, khóa cửa văn phòng và dán niêm phong văn phòng ban quản lý. Ngày 14 tháng 7 vừa qua, một số cư dân chung cư PCT High Park đã bức xúc đuổi nhân viên ban quản lý, thay ổ khóa và khóa cửa văn phòng ban quản lý. Theo các cư dân tại đây, gói thầu hút bể phốt với tổng giá trị lên đến 603 triệu 720 nghìn đồng, với đơn giá 464.400 đồng một mét khối là quá cao so với thực tế. Đơn giá này đang cao hơn so với đơn giá thị trường từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Thêm vào đó, bể phốt được thiết kế 3 ngăn và chỉ hút tại ngăn lắng. Do đó, chi trả trên tổng thể tích 1.300 mét khối là không hợp lý. Cái đơn giá mà ban quản lý đưa ra là 470 ngàn với lại hút là 1.300 mét khối. Thì đó là khối lượng của tất cả các cái bể. Nhưng mà thực ra bể phốt thì chỉ cần hút cái phần bể lắng thôi. Thì khối lượng này là đang vượt rất là nhiều so với khối lượng thực tế. Thì chúng tôi là cư dân đang nghi ngờ cái tính minh bạch của cái gói thầu này. Thì đó là ban quản lý và chủ tư đang cố tình là sử dụng cái quỹ bảo hành bảo trì của chung cư của chúng tôi sai mục đích. Bên cạnh đó, cư dân còn lên tiếng vì chất lượng nước sinh hoạt có vấn đề như cặn, vàng. Họ cho biết đã nhiều lần khiếu nại nhưng vẫn chưa được khắc phục. Nước đóng vàng rồi cặn dơ rồi tất cả những cái vấn đề đó thì hiện tại khi mà chúng tôi đặt ra câu hỏi cho ban quản lý thì họ vẫn khẳng định là nước đạt tiêu chuẩn. Mặc dù là những cái chúng tôi đã có những cái tự lấy mẫu xét nghiệm đem qua cho những cái cơ quan khác họ tự xét nghiệm thì đã khẳng định là cái chất lượng nước nó không đạt tiêu chuẩn giống như là ban quản lý nói. Một số cư dân cho rằng hiện chủ đầu tư đang sử dụng nhà sinh hoạt cộng đồng để phục vụ cho ban quản lý IMS và cho ban điều hành khu phố mượn tạm để phục vụ cho cư dân khu phố là không đúng theo quy định. Cái nhà đấy thì với thiết kế lại vậy thì dành cho sinh hoạt cộng đồng mà trong khi bây giờ IMS là chiếm cứ và đưa cho bên quản lý khu phố sử dụng mà không có một cái văn bản nào để cho cư dân biết. Để phản ánh thông tin được chính xác, đa chiều, phóng viên truyền hình VOV đã liên hệ phỏng vấn đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đầu tư phát triển gia cư, chủ đầu tư dự án PCT High Park. Thông tin phản hồi của chủ đầu tư sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn trong số tiếp theo của bản tin Money Daily. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị, để hướng tới nền giáo dục tích cực và đảm bảo quyền học tập của trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất dự thảo sửa đổi thông tư 08 về khen thưởng kỷ luật học sinh, trong đó bỏ hẳn hình thức đuổi học với những học sinh cá biệt, rèn luyện chưa tốt. Thế nhưng câu chuyện đang diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Văn Lang Hà Nội lại khiến dư luận bất ngờ khi giáo viên chủ nhiệm thông báo nhà trường từ chối tiếp nhận học sinh vì lý do có phần cảm tính. Dù từ chối tiếp nhận dạy học và đuổi học là hai khái niệm khác nhau, nhưng tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần học sinh và gia đình lại rất khó lường, ghi nhận của nhóm phóng viên chương trình. Vị phụ huynh này vừa phải nhập viện cấp cứu do cơ thể suy nhược nặng, thậm chí có dấu hiệu trầm cảm sau khi trải qua những ngày tháng lo âu, căng thẳng quá mức. Nguyên nhân chính đến từ cuộc gọi bất ngờ của giáo viên chủ nhiệm thông báo. Trường Trung học Phổ thông Văn Lang từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh vì lý do nhận thấy gia đình chưa thực sự tin tưởng nhà trường. Trong khi học sinh không vi phạm kỷ luật hay hạnh kiểm, học lực yếu kém để bị ngừng việc học tập. Mẹ cô vừa nhận được cái quyết định của nhà trường ấy thì cô cũng gọi điện cho phụ huynh để phụ huynh nắm được. Trong suốt quá trình mà con theo học một năm lớp 10 ở nhà trường ấy thì gia đình thì nhà trường cũng nhận thấy là gia đình chưa thực sự tin tưởng nhà trường. Với những kế hoạch, những quy định cũng như là những cái hoạt động mà nhà trường triển khai thì gia đình cũng chưa thực sự là ủng hộ với nhà trường ấy. Thì nhà trường xin phép là từ chối tiếp nhận
con theo học năm lớp 11 và lớp 12 tại nhà trường. Thì cô thông báo với gia đình để gia đình biết được và lên phương án là chuyển trường cho con giúp cô. Thứ hai nữa là nếu mà con vẫn theo học ở trường ấy thì nhà trường cũng sẽ xin phép là gạch tên con trên cơ sở dữ liệu ngành nhá. Cả gia đình nhà mình nằm như trên một đống lửa không hiểu được rằng là con mình sai phạm ở cái gì. Và nhất là lo lắng nhất là tâm lý của con. Bởi vì con tự dưng là rơi vào tình trạng hoang mang, con ngoan, con đi học tốt, con chăm chỉ học, bố mẹ là luôn luôn, mẹ là luôn luôn là đôn đốc con để học và tuân thủ tất cả những cái gì tham gia hoạt động của nhà trường. Thế thì tại sao mà tự dưng bây giờ con nó bị vào một cái tâm lý rằng mẹ con sai cái gì, tại sao con lại ở trường? Thế mà nếu như bây giờ mình chuyển trường cho con mà không có lý do thì cũng thật là vô lý. Được biết, còn hai vị phụ huynh khác cũng nhận được thông báo. Trung học phổ thông Văn Lang từ chối tiếp nhận giáo dục học sinh năm lớp 11, 12 từ giáo viên chủ nhiệm trên. Để giải tỏa thắc mắc, lo lắng trong lòng, nhóm phụ huynh đã phải tự chủ động tìm gặp ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Văn Lang. Tuy nhiên, nhà trường khẳng định chưa ra quyết định buộc dừng học một học sinh nào của lớp 10A14 năm học 2023-2024. Vậy đang có mâu thuẫn rất lớn trong thông báo của giáo viên chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường. Mình lên làm việc với nhà trường thì nhà trường trả lời rằng là nhà trường không có bất cứ một cái thông báo nào, chưa có một cái quyết định văn bản nào ra nói rằng việc cho các con nghỉ học. Nhưng mà cú điện thoại mà cô giáo gọi điện cho mình thì cô giáo nói rất rõ ràng là cô giáo nhận được thông báo của nhà trường là có quyết định từ chối việc công tác giáo dục đối với các con lớp 11 và lớp 12, đề nghị phụ huynh đến rút hồ sơ của các con để chuyển trường cho các con. Cái việc cho con thôi học hay cắt dữ liệu ngành của các con, tên các con trên dữ liệu ngành thì có thuộc cái giới hạn, quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm hay không? Và giáo viên chủ nhiệm làm việc này nguyên nhân là gì? Và ai sẽ là người chịu trách nhiệm với cái phát ngôn, cái thông báo đấy của cô giáo chủ nhiệm? Thì hôm mình làm việc với nhà trường mình chưa có câu trả lời thỏa đáng đấy. Để làm rõ những thắc mắc, những phản ánh của phụ huynh học sinh, chúng tôi đã liên hệ tới trường Trung học phổ thông Văn Lang và sau nhiều lần từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, nhà trường thông báo sẽ làm việc sau khi chuyến đi du lịch kết thúc. Rõ ràng thời gian kéo dài càng lâu thì những thắc mắc, những lo lắng của phụ huynh học sinh sẽ càng nhiều và kéo theo đó là những tổn hại về mặt sức khỏe và tinh thần khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Theo các luật sư, hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Ngoài mức phạt tiền, người phạm tội có thể bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm. Pháp luật cũng có cái quy định về cái hành vi gọi là chia sẻ thông tin sai sự thật. Và như thế thì gây ảnh hưởng đến cá nhân, uy tín, danh dự, nhân phẩm của mỗi cá nhân. Thì đấy cũng được quy định tại Nghị định 15 của Chính phủ về cái hành vi là chia sẻ thông tin sai sự thật. Và với những cái hành vi này thì nếu được chứng minh thì người vi phạm cũng có thể bị phạt xử lý hành chính từ 10 đến 30 triệu đồng và buộc phải gỡ bỏ những cái thông tin sai sự thật đó. Không ai muốn rắc rối đến với mình và người khác, nhưng từ sự việc đang diễn ra tại trường Trung học phổ thông Văn Lang, dư luận đặt dấu hỏi rất lớn về cách ứng xử của giáo viên chủ nhiệm cũng như ban giám hiệu nhà trường, vì sự thiếu trách nhiệm đã đẩy sự việc đi quá xa, dẫn đến những tổn hại về tinh thần và sức khỏe mà gia đình, các em học sinh đang phải hứng chịu suốt 2 tháng qua, đồng thời làm xấu hình ảnh ngành giáo dục. Bên cạnh đó, theo tìm hiểu của phóng viên, trường Trung học phổ thông Văn Lang được thành lập năm 1997 và hiện đang thuê lại đất của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 Fabaco làm nơi thực hiện hoạt động giảng dạy. Theo luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017, việc cho thuê đất và quản lý tài sản công phải được thực hiện theo đúng quy định. Truyền hình VOV sẽ tiếp tục thông tin. Ngày 22 tháng 7, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc bất ngờ cắt giảm lãi suất chính sách ngắn hạn nhằm thúc đẩy niềm tin doanh nghiệp và người tiêu dùng trong bối cảnh tăng trưởng chậm lại. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC, Ngân hàng Trung ương, thông báo hạ lãi suất mua lại đảo ngược kỳ hạn 7 ngày từ 1,8% xuống 1,7% và cũng sẽ cải thiện các hoạt động thị trường mở. Trung Quốc cũng hạ lãi suất cơ bản LPR, mức chuẩn cho lãi suất ưu đãi nhất của các khoản vay cho các doanh nghiệp và hộ gia đình, kỳ hạn 1 năm từ 3,45% xuống 3,35% và LPR kỳ hạn 5 năm, chuẩn lãi suất của các khoản vay thế chấp từ 3,95% xuống 3,85%. Việc hạ lãi suất nhằm khuyến khích các ngân hàng thương mại cấp các khoản vay với mức lãi suất ưu đãi hơn. Biện pháp này được cho là sẽ gián tiếp hỗ trợ các hoạt động kinh tế khi tăng trưởng chậm lại.
Quyết định hạ lãi suất được đưa ra sau khi Trung Quốc công bố số liệu trong tuần trước cho thấy tăng trưởng kinh tế quý 2 năm 2024 đạt 4,7%, yếu hơn mức dự kiến là tăng 5,3% và là thấp nhất kể từ đầu năm 2023 khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế nhằm kiểm soát dịch COVID-19. Trong khi đó, tại hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20 diễn ra trong tuần trước, các nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi đẩy lùi các rủi ro đối với nền kinh tế cũng như kích thích tiêu dùng. Trung Quốc đang đối mặt nguy cơ giảm phát và cuộc khủng hoảng của lĩnh vực bất động sản kéo dài, nợ tăng mạnh và lòng tin tiêu dùng cũng như kinh doanh yếu. Samsung Electronics đã đồng ý nối lại đàm phán với Liên đoàn Công nhân Samsung Electronics trong bối cảnh cuộc tổng đình công nguy cơ tiếp tục kéo dài. Đại diện Samsung Electronics xác nhận họ đã đề xuất nối lại đối thoại vô điều kiện và hy vọng cuộc đình công sẽ được giải quyết sớm nhất có thể. Chuỗi các cuộc bãi công và biểu tình trong tháng này đánh dấu các cuộc biểu tình lao động lớn nhất và lan rộng nhất trong lịch sử nửa thế kỷ hoạt động của Samsung. Công đoàn lớn nhất của Samsung, bao gồm hơn 30.000 thành viên, đã kêu gọi nhân viên đình công tại các nhà máy sản xuất chip nhớ AI tiên tiến cùng với các nhà máy khác xung quanh Seoul. Họ đã thay đổi chiến thuật sau khi chiến dịch đòi tăng lương có dấu hiệu mất đà. Theo NSEU, hơn 6.540 công nhân đã tham gia vào các cuộc đình công khác nhau. Công nhân trực thuộc NSEU lần đầu tiên phát động cuộc đình công vào ngày 8 tháng 7 tại nhà máy điện tử Samsung ở Hoa Sơn, cách Seoul 45 km. NSEU phát động cuộc đình công để thúc đẩy yêu cầu tăng ít nhất 5,6% mức lương cơ bản cho tất cả công nhân, cải thiện tính minh bạch trong tiền lương và tiền bồi thường cho các thành viên đã hoặc đang tham gia đình công. Họ cũng yêu cầu một ngày nghỉ phép có lương hàng năm cho tất cả nhân viên vào ngày thành lập. NSEU đã tham gia đàm phán với Ban Quản lý Samsung về những yêu cầu này kể từ tháng 1. Mối lo ngại là việc đình công kéo dài có thể gây hậu quả nghiêm trọng và gây tổn hại cho tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc, hoặc gây ra những phản ứng tương tự trên toàn ngành công nghệ và chip đang phục hồi. Dữ liệu từ cơ quan nghiên cứu thị trường Chainforce cho thấy Samsung đang chiếm 45,5% thị trường chip DRAM toàn cầu và 36,6% thị trường bộ nhớ NAND Flash. Cả hai đều dẫn đầu trên thị trường nên tác động là không nhỏ. Cho đến nay, Samsung đã phủ nhận rằng loạt cuộc đình công này có bất kỳ tác động nào đến hoạt động sản xuất của công ty, trái ngược với tuyên bố của công đoàn rằng hoạt động sản xuất đã bị gián đoạn. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.